đầu, đau đầu con ơi. Cuối cùng cũng rõ rồi. Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể chăm sóc con được. Bây giờ mẹ sẽ quay trở về thế giới của loài rồng để tiếp tục chống lại kẻ thù. Con hãy ở đây tự sinh tồn, tự bảo trọng nhé. Mẹ đi đây. Không, không, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con. Chào các bạn, chắc có lẽ các bạn biết hôm nay tôi là con gì rồi đúng không? Tôi không biết tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi nữa. Không lẽ tôi là sản phẩm vui chơi của bà với lại ông hàng xóm nào đó hay chăng? Thì sau khi để tôi ra làm một cái trứng rồng, một khoảng thời gian tôi cũng đã lớn lên và cố gắng đập vỡ thành trứng để chui ra ngoài. Nhưng lúc này trong hình hài của tôi, trời đất ơi, xấu quơ xấu quắc à, xấu xúc phạm người nhìn luôn á. Không lẽ đây là nguyên nhân mẹ tôi bỏ tôi hay sao? Không được, không được, tôi phải tìm về nhà, tìm mẹ của tôi, chứ tôi đói lắm rồi, tôi không biết ăn gì cả. Cái con xấu xí kia, lại đây biểu coi, cho tao ăn thịt mày nha. Không, không, đừng ăn thịt tôi sợ lắm. Có ai cứu tôi không? Cứu tôi với. Đừng lại cho tao. Mày xấu như thế này sống làm gì? Con khủng long gì đó ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với, con khủng long gì đó ơi. Có chuyện gì vậy? Con khủng long này đòi ăn thịt tôi, làm ơn cứu tôi đi. Được rồi, an toàn rồi đó. Nhưng mà nhìn ngươi nhỏ xí, chưa mọc lông tay lông chân nữa, con cái nhà ai mà sao đi lang thang qua đây? Tôi là con của rồng. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mẹ tôi bỏ tôi nữa. Cháu là con của rồng, thật là vinh dự cho ta quá. Nhưng mà ta nghe nói thế giới loài rồng đang bị một sinh vật huyền thoại tàn sát. Có lẽ đó là lý do mẹ cháu bỏ cháu ở nơi này, để cho cháu an toàn đó. Nhưng mà bây giờ cháu đói bụng quá, cháu không biết ăn gì cả. Thế nín đi đừng khóc, tới đây ngậm ti của cô. Cô vừa mới sanh con đó, có nhiều sữa lắm. Dạ vâng, dạ vâng. Ngon quá, ngon quá, cô thật là tốt bụng quá đi. Ê, không có gì đâu, bởi vì loài rồng của cháu từng giúp đỡ tất cả sinh vật trong khu rừng này rất là nhiều. Chúng tôi đội ơn loài rồng lắm. Vừa mới chào đời thôi, tôi đã gặp muôn ngàn khó khăn rồi, nhưng mà may mắn được một cô khủng long cái giúp đỡ. Cô ấy còn cho tôi bú sữa nữa. Nguồn dinh dưỡng từ sữa của cô ấy cũng đã cung cấp giúp cơ thể của tôi phát triển lớn dần, lớn dần. Từ một con rồng xấu xí nhỏ bé đã thật sự trở thành một con rồng dậy thì to bự. Wow, cháu lớn nhanh quá, trông cháu thật là to bự. Cảm ơn cô, cảm ơn cô khủng long nhiều lắm. Một ngày nào đó con sẽ báo đáp ơn này cho cô. Thôi, con không cần đâu. Nhưng mà giờ con sẽ đi đâu nè? Con sẽ quay về quê hương rồng của mình để tìm mẹ, đồng thời giúp đồng loại của con chống lại kẻ thù. Hả? Nguy hiểm lắm. Nhưng mà thôi, giờ con lớn rồi, con tự quyết định. Dạ, chào cô, con đi đi. Hãy bảo trọng, nhớ khi nào lấy vợ mời cô đi ăn đám cưới nha. Mặc dù chưa phải là một con rồng trưởng thành, nhưng tôi rất là mong muốn quay trở về nhà để xem gia đình rồng của tôi có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đến nỗi mẹ tôi phải để tôi ở một nơi xa thích như thế. Lúc này trên đường quay trở về thế giới rồng, tôi gặp muôn vàn khó khăn. Những con yêu quái ăn thịt gớm ghiếc xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng mà may mắn, bởi vì tôi là rồng, dù chỉ là vậy thì mà thôi, những khả năng chiến đấu của tôi rất cao. Miệng của tôi cắn liên tục, đuôi của tôi quật, và những cú quào chết chóc của tôi cũng khiến cho lũ yêu quái tàn sát. Tao sẽ ăn thịt mày. Cứ như thế, từng ngày vừa đi vừa chiến đấu, tôi cũng đã trải qua rất nhiều thời gian và băng qua rất nhiều khu rừng, và cuối cùng tôi đã quay trở về quê nhà của mình. Không, sao mà nhiều xác rồng đến như vậy? Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện đây? Này, ông chú rồng ơi,
cô rồng ơi, bác rồng ơi, ông hàng xóm rồng ơi. Chạy đi, chạy đi, mau chạy đi, giữ lại nòi giống của rồng. Ông chú rồng ơi, khi nào, khi nào gây ra chuyện này, hãy nói cho tôi biết, tôi phải đi báo thù. Không, không được báo thù, con bạch hổ điên đó sẽ giết luôn ngươi đó. Mau lên, chạy lẹ đi. À con, hãy ăn thịt của bọn ta đi. Không, không. Thịt rồng sẽ giúp ngươi trưởng thành hơn, rồi sau đó cấp tốc rời khỏi nơi đây, giữ lại giọt máu cuối cùng của loài rồng. Không, không, tôi không ăn thịt đồng loại đâu. Nhanh lên đi, trước sau gì bọn ta cũng chết. Nếu để sinh vật khác ăn thì uống lắm. Nhanh lên. Được rồi, được rồi. Tôi nuốt nước mắt vào trong và ăn chính thịt của đồng loại mình để gia tăng công lực và trưởng thành nhanh hơn. Nhưng mà tôi không hèn nhát, tôi không bỏ chạy trốn tránh đâu. Tôi phải đi rửa mối thù máu này cho loài rồng, giết chết con bạch hổ đáng ghét nào đó đã sát hại gia đình của tôi. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, cơ thể tôi lớn hơn, tôi thật thụ đã trở thành một con rồng trưởng thành. Đến lúc rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Tôi sẽ bay khắp mọi nơi tìm kiếm tên hung thủ đã tàn sát gia đình của mình. Hả? Một con bạch hổ? Chắc chắn nó là kẻ giết gia đình của mình rồi. Mình sẽ liều mạng này để lấy cái mạng chó của nó. Hả? Không. Xương của mình gãy hết rồi. Mình không báo thù được cho gia đình của mình. Đây, con rồng ngu ngốc kia. Tại sao ngươi không giữ lấy mạng của mình mà còn đâm đầu vào chỗ chết chứ? Ai vậy? Kẻ nào vậy? Ta là thần rồng. Ta thấy giống loài rồng của các ngươi bị giết chủng, ta rất đau lòng. Nhưng mà giống loài rồng của tôi đâu có làm sai gì đâu. Tại sao con bạch hổ đó lại độc ác đến như vậy? Bởi vì loài rồng của các ngươi đã cứu lấy một sinh vật, tức là con mồi của hắn, khiến hắn điên tiết và tàn sát gia tộc của ngươi. Không. Nhưng trước đây loài rồng của các ngươi từng hy sinh rất nhiều để bảo vệ khu rừng này. Do vậy mà ta nợ loài rồng của các ngươi một ân huệ. Giờ thì ta sẽ cứu lấy giọt máu cuối cùng của loài rồng. Tôi sống lại rồi. Cảm ơn người thần rừng. Cảm ơn người. Nhưng mà không lẽ tôi phải trốn chạy con bạch hổ đó hoài hay sao? Có cách nào đánh bại được nó không? Có, nhưng mà khó đây. Ngươi phải bay về Hưởng Đồng, tìm lấy Rùa Kim Quy Hiền Vũ và nhờ hắn giúp sức với ngươi thì may ra có thể đánh lại. Tôi biết rồi, tôi đi đây. Tưởng rằng tôi sắp lên đường xuống địa ngục, nhưng thật không ngờ tôi lại được thần rừng cứu một mạng. Và đồng thời ông ấy cho tôi biết được thông tin cũng như cách mà có thể đánh bại được bạch hổ độc ác kia. Tôi cũng cấp tốc bay thật nhanh, bay về Hướng Đông và tìm khắp mọi nơi để mong được gặp sinh vật huyền thoại có tên là Rùa Hiền Vũ. Hả? Kìa, không lẽ nó nói sao? Một con rùa khổng lồ, trên lưng có một con rồng ký sinh. Cái gì đây? Là một con rồng à? Loài rùa của chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ với loài rồng của chúng mày từ lâu rồi. Mày tới đây để làm gì? Nhưng mà làm ơn, hãy báo thù cho loài rồng của chúng tôi với. Loài rồng của chúng tôi bị tàn sát hết rồi, chỉ còn tôi sống sót mà thôi. Chắc có lẽ loài rồng của chúng mày lo chuyện bạo động quá nên mới nhận hậu quả như ngày hôm nay. Nhưng mà đáng đời, mau cút đi, đừng có mơ mà tao giúp đỡ. Không, gia đình của chúng tôi luôn giúp đỡ những sinh vật khác, tại sao ông lại ghét chúng tôi đến như vậy? Tại vì trong bốn linh vật, loài rồng các ngươi luôn đứng đầu, luôn nổi tiếng, luôn được sinh vật khác yêu thích. Còn Hiền Vũ bọn ta thì luôn bị ghét, khiến cho bọn ta rất khó chịu. Ngày hôm nay gia đình rồng của các ngươi gặp chuyện, ta mừng còn không kịp nữa, ở đâu mà giúp các ngươi? Tôi được rồi, ngươi không giúp thì thôi.
con rồng khốn kiếp cuối cùng đó, phải tìm cách giết nó luôn, để loài rồng bị diệt chủng. Chết tiệt, mình không thể nào nhịn được nữa rồi. Con rùa hiền vũ này thật thâm độc. À, thế thì sao? Mày định giết tao à? Một kẻ yếu đuối như mày có thể làm được gì tao? Sao? Cái mày của hắn chắc chắn quá, che hết cơ thể của hắn rồi. Đúng rồi, cái hậu môn của hắn mình sẽ cắn vào đó. À, mày làm cái gì vậy? Cái chỗ đó là chỗ tao đi toilet vô bẩn mà mày cũng cắn à? Đau quá, mau thả ra. Hắn chảy máu rồi, chết đi. Nó phát hiện ra điểm yếu của cơ thể mình rồi. Mình cảm thấy có gì đó dâng trào trong cơ thể của mình. Cơ thể của mình không lẽ trở thành thần rồng siêu cấp rồi hay sao? Trời đất ơi, ba chay bộ chết. Hay lắm, đến lúc mình phải đi rửa mối thù của loài rồng rồi. Không biết cơ thể này mạnh lên bao nhiêu, có vượt trội so với con bạch hổ độc ác hay không, nhưng lần này tôi lại liều mạng một lần nữa, hy sinh tính mạng cuối cùng để báo thù. Tôi lại cấp tốc bay thật nhanh quay trở lại nơi mà con bạch hổ đang lộng hành, và cuối cùng tôi đã chạm mặt với nó. Cái gì vậy nè? Lại thêm một con rồng nữa à? Tao nhìn thấy rồng là tao thấy ghét rồi. Tao sẽ cho chúng mày xuống địa ngục. Chết đi. Con hổ khốn kiếp đây, lần này kẻ xuống địa ngục phải là ngươi. Mày mạnh đây, nhưng mà mày cũng giống như đồng loại của mày thôi, sẽ bị tao xé xác. Nhìn thấy cảnh loài rồng của chúng mày chết từng đứa, tao thấy thật là hạnh phúc. Thật khốn kiếp. Đúng rồi, những con rồng cái bị tao mổ bụng ăn hết nội tạng luôn, thật là đã quá đi. Ta không nhịn ngươi được nữa rồi, ta sẽ liều mạng này chết chung với ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi cắn chỗ nào vậy? Ngươi đang cắn vào hậu môn ta, định gãy ngứa ta. Chết tiệt, hắn không giống như rùa hiền vô, hậu môn không phải là điểm yếu của hắn. Trái ơ của hắn, mình sẽ cắn vào đó thử. Dài. Con rồng chết tiệt này, con thả trái ớt tao ra. Đau quá, rồng. Cuối cùng, mình đã báo thù được rồi. Giờ thì mình lại tiếp tục kế thừa ý chí của gia đình mình, bay khắp khu rừng này và bảo vệ những sinh vật vô tội. Vâng, đến đây cũng là toàn bộ nội dung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.